Chúng con kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Đa Minh, Nguyễn Đình Nghị, Giuse Maria, Đính Thiêm, Giuse Maria Duy Tiên Tuyết Anh, Giuse Hoàng Anh Dũng, Giuse Hoàng Kim Tinh, Giuse Nguyễn Văn Bằng, Giuse Nguyễn Gia Hạnh, Giuse Nguyễn Hữu Quốc Bảo, Giuse Tuấn Phương và các linh hồn thân nhân họ Phạm, linh hồn Phaolô, Anna Nguyễn Thị Lĩnh, Maria Hoàng Thị Bao, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Maria Phạm Thị Đông, Maria Trần Thị Nữ, Maria Vũ Thị Yến, Teresa Maria Nguyễn Thái Phượng mới qua đời, các linh hồn ân nhân, các linh hồn tiên nhân nội ngoại. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng lễ nhớ Thánh nữ Elizabeth Hungary. Ngài là một gương sáng kiểu mẫu về tình yêu gia đình. Các người làm chồng, làm vợ, làm con đều có thể học hỏi nơi Thánh nữ để biết rằng khi chúng ta thật lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, chúng ta sẽ sống thật tuyệt vời về lòng yêu thương đối với các thành viên trong gia đình. Chính trong tình yêu này mà Thánh nữ Elizabeth dành cho người chồng và con cái của Ngài đã giúp Ngài có nghị lực để vượt qua những khó khăn và mất mát. Chúng ta nguyện xin Thánh nữ cầu bầu để cho mỗi người chúng ta sống xứng đáng, gương mẫu trong gia đình của chúng ta, dù là người làm chồng, làm vợ hay con cái. Trong tâm tình này, chúng ta hãy xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm mà chúng ta đã vấp phạm đến Thiên Chúa cũng như đến với tha nhân và nhất là những người thân thương của chúng ta trong gia đình để chúng ta cùng xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh nữ Elizabeth nhận ra và tôn kính Đức Kitô nơi người nghèo khổ. Xin nhận lời Thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con luôn hết lòng mến yêu phục vụ những ai đang lâm cảnh khốn khùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
bài chức sát khôn ngoan. Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si, từ những vật hữu hình tốt đẹp. Chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Thế mà lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quảng coi hoàng vũ. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng chúa tể của những vật đó có đẹp hơn biết mấy, và chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc, thì chúng phải hiểu rằng đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Vì các thợ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra đấng tạo thành. Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi, vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa. Nhưng có thể chúng bị lầm lạc, bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa. Chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha, vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra đấng chủ tể của những sự vật đó? Đó là lời Chúa. Trời xanh tường thập vinh quang Thiên Chúa. Trời xanh tường thập vinh quang Thiên Chúa. Trời xanh tường thập vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan bao việc tay người làm. Ngày qua man bao cho ngày tới, đêm ngày kể lại với đêm kia. Trời xanh tường thật vinh quang Thiên Chúa. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, cũng như thời ông Nô-ê, mọi việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người, sự việc cũng xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.
hai người đàn bà đang cùng nhau xây bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-xu, thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông, xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, đọc qua bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy được tất cả những hình ảnh Chúa Giê-xu sử dụng trong tin mừng và cho chúng ta thấy thực tại ngày cánh chung mà chúng ta còn gọi là ngày tận thế, ngày của Chúa. Vốn là một thực tại không ai biết trước được, và bằng nhiều hình ảnh và nhiều cách diễn tả khác nhau, Kinh Thánh đã luôn luôn khẳng định tính cách bất ngờ của ngày thế mạc. Do tính bất ngờ này, chúng ta là những người Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa, được mời gọi để chúng ta luôn luôn sống thức tỉnh. Chúng ta có thể nói rằng qua trải nghiệm của cuộc sống, chúng ta thấy tính trì tệ của vạn vật. Một đồ vật nào đó chúng ta để ở trong phòng của chúng ta, và rồi nó cũng sẽ cứ nằm ì ở đó một chỗ, nếu không ai đụng đến, không ai di chuyển nó. Một hòn đá chúng ta ném đi thì nó cũng sẽ tự động ghi lại và rơi xuống đất. Thì tinh thần con người cũng, chúng ta cũng vậy, cũng sẽ không tránh khỏi sự trì tệ của vật dụng. Sự đây để chúng ta nghĩ đến sự nguội lạnh và phai lạt của sự vật. Một ly nước nóng chúng ta để trên bàn, và dù chúng ta rồi chúng ta không làm gì đến nó sẽ từ từ nguội lạnh đi. Và như vậy, đối với con người chúng ta, sự nhiệt thành của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với nước trời cũng thế. Sự cạn kiệt cũng là những sự kiện xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết rằng, khi chúng ta lái xe đến nhà thờ, chiếc xe của chúng ta nếu không được châm thêm xăng nhớt thì chắc chắn sẽ ngày nào đó chúng ta sẽ không sử dụng được chiếc xe đó. Chúng ta không thể chạy đi chạy lại nếu không châm xăng vào trong chiếc xe của chúng ta. Vâng, đối với đời sống đạo của mỗi người chúng ta cũng thế. Lúc ban đầu chúng ta đôi khi cũng có những lúc rất là hăng say, nhiệt thành. Nhưng nếu chúng ta thiếu sự cầu nguyện liên lỉ hàng ngày, đời sống đức tin, đời sống đạo của chúng ta cũng sẽ dần cạn. Và chúng ta nhìn thấy cái trải nghiệm đó trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nơi gia đình của chúng ta, nơi thế hệ con em của chúng ta, nơi những người đôi khi cũng rất là gần gũi với chúng ta, người chồng hay người vợ. Nếu không có sự cầu nguyện chung và riêng thì chắc chắn đức tin của mỗi người chúng ta sẽ vơi cạn đi. Đối với chúng ta, trong lúc đang sống đây, chỉ có hai bổn phận mà chúng ta phải làm. Đó là sống cho Chúa hết mình, như lời Chúa nói ngày hôm nay. Nếu chúng ta không để ý, thì chúng ta sẽ vi phạm vào điều mà chúng ta sẽ bị mất mát đi. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của ngày hôm nay trong bài tin mừng. Cứ hai người, một người được lấy đi, còn một người phải ở lại. Cùng những cái công việc đó,
những sinh hoạt hàng ngày, cùng làm một công việc, cùng ở một nơi, cùng ở một chỗ, nhưng cái tấm lòng của mỗi người lại không giống nhau. Cùng là một vợ, cùng là một đôi vợ chồng, và ngay cả đối với con cái cũng vậy, nhưng tấm lòng của mỗi người có cái khác, vì đôi khi thiếu sự tin tưởng, thiếu sự cầu nguyện, thiếu Chúa ở trong lòng. Vâng, đó là một mất mát mà đôi khi chúng ta cần phải biết để khuyên nhủ lẫn nhau, để giúp cho nhau sống đức tin, để chúng ta không có thể tránh được những việc mà chúng ta đã làm, hoặc người phối ngẫu của chúng ta, con cái của chúng ta đã làm. Đó là bám vào thế gian này, vun quén cho sự sống thế tục của mình. Chúng ta cần phải dồn sức sống cho Chúa để chắc chắn được cứu rỗi. Chúng ta cần phải làm công việc này vì đấy là cái bổn phận thứ hai của mỗi người chúng ta. Bổn phận truyền giáo, bổn phận đem tin mừng đến trong gia đình của chúng ta, đến nơi cộng đoàn của chúng ta đang sống. Chúng ta cần làm công việc đó để cứu rỗi cho mình qua việc chính Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại, và chính Chúa Giêsu đã ban lại cho chúng ta nơi bàn tiệc thánh này để chúng ta có được ân sủng của Thiên Chúa, để chính nơi bàn tiệc thánh này chính Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho mỗi người chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ. Và chúng ta cần phải nói với người thân thương của chúng ta về bàn tiệc thánh này để họ cũng được cứu rỗi như chúng ta. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa tiến dâng. Này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của con một Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Elizabeth để lại. Nhờ đó tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng thêm đậm đà thắm thiết.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh và khi tuyên dương công trạng của các ngài. Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa từ nếp sống của các ngài. Chúa ban cho chúng con gương sáng nhờ sự hiệp thông với các ngài. Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc nhờ lời các ngài chuyển cầu. Chúa ban ơn trợ giúp chúng con nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ. Chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng. Và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ thánh lễ chúng con vừa hiệp thông, Chúa đã cho chúng con thêm sức mạnh. Xin giúp chúng con noi gương thánh Elizabeth mà sống với Chúa cho trọn tình con thảo và sống với nhau cho trọn nghĩa anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.